Ồ, hay quá, hai con luôn. Xong rồi. Cá hố. Đúng không anh? Theo tổng chứ. Cá hố. Hôm bữa mình đào cái hầm mình nuôi lửa chú ơi. Nuôi hầm này nuôi ngon lắm. Vài ký sẽ bao nhiêu? Ồ, to quá từ. Ồ, to quá. Từ từ chú ơi. Nó đứt lưỡi rồi. Cái này phải lấy cái gì để thập vô cái họng nó, đúng rồi, cái khứa nó đó, kéo được. Tay cái màng á chú ơi, móc cái màng nó lôi lên được. Từ từ, ui trời, ui ui quá to, to luôn. Tỏ quá nhỉ. Còn nó nướng ngon chú ơi.